Cô ơi cô, cô đội cho cháu con xe này để mấy hôm nữa cháu đi bao bóng đá. Xin chào ông cháu có con xe đẹp thế. Ông bạn cũng xe bóng đá. Đi xe Matsuzana này chắc phải fan MU đúng không? Như này đúng là fan MU rồi. Chuẩn rồi, tôi đi xe Matsuzana, đi MU. Còn bạn tin gì? Ui giời, cái con xe MU đấy xã hội à. Xe xe rốt, tim Real. Đấy đúng rồi đấy, MU chọn lấy như Magic Rod MC này. Giải nhân ngoài Hà Lan 2024 nhá. MU có câu. Ai ơi ai, chưa biết đâu, thời gian sẽ có câu trả lời. MU lọ. Nào, ba cháu. Bóng đá là một môn thể thao chơi công bằng và hòa thuận với nhau. Ui giời, cô ấy chẳng có gì hòa thuận và công bằng ở đây cả cô ạ. Các bạn thích hơn thua đúng không? Vâng cô. Thế thì ra kia đua xem là kết quả thế nào nhá. Ok cô. Đi luôn. Giải vô cúp C2 bắt đầu. Vậy là đã kết thúc giải đua C2 nhá, kết quả là rõ ràng rồi các cháu nhá. Vâng, đều liên với thằng MU lỏ này làm sao thắng được. Chuẩn. Thắng tất nhiên phải là Real hoặc MC đúng không? Ủa.